Kinh Ukkala Việt Vấn Bồ Tát Hạnh. Đời Tây Tấn Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ Người Núc Người Nhục Chi Dịch. Phẩm thứ nhất, Thượng Sĩ. Nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, vườn Kỳ Đà, tịnh xá các cô độc cùng với đại chúng tỳ kheo 1.250 vị, cùng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Nhuyễn Thủ, Bồ Tát Trì Ác, Bồ Tát Quan Âm, Quan Thế Âm, vân vân, đủ 5.000 người. Lúc bấy giờ Thế Tôn cùng với vô số trăm ngàn người tụ hội trong buổi thuyết pháp. Ở trong đại thành Xá Vệ có một vị trưởng giả giàu có tên Úc Ca, cùng với trưởng giả Hạo Hỷ, trưởng giả Hạo Thán, trưởng giả Thiện Thí, trưởng giả Hữu Lượng, trưởng giả Sở Lạc, trưởng giả Thường Danh Văn, trưởng giả Thí Danh Văn, trưởng giả Hữu Danh Văn, trưởng giả Thiện Tài, trưởng giả Tuân Hành, trưởng giả Cấp Cô Độc, trưởng giả Tân Kỳ, trưởng giả Sủng Cụ Túc, trưởng giả Thẩm Lượng. Mỗi vị trưởng giả cùng với 500 quyến thuộc cùng nhau ra khỏi đại thành Xá Vệ, đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ chân Phật, nhảy quanh Phật 3 vòng rồi trở về ngồi một bên. Tất cả đều ở nơi chí đại thừa trong nhiều công đức, đều có thể quyết định thành đạo vô thượng chánh chân. Lúc ấy, Úc Kè thấy sự hội họp đông đủ, các vị trưởng giả liền đưa oai lực của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Con có chỗ muốn hỏi, duyên nguyện Thế Tôn dùng phương tiện quyền xảo xót thương vì con giải rõ. Phật dạy, có điều gì cần hỏi cứ hỏi, ta sẽ vì ngươi mà nói, khiến ngươi hoan hỷ. Úc Kè bạch Phật: Nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào phát tâm vô thượng chánh chân, muốn học trí tuệ vô lượng nơi Phật, học theo đại thừa, nguyện trú đại thừa, khuyến phát đại thừa, nương vào đại thừa, hiểu rõ đại thừa, cầu tất cả mọi người đều được an ổn, cứu hộ tất cả mọi người phát khởi đại thừa, người nào chưa độ ta sẽ độ, người nào chưa giải thoát ta sẽ giải thoát, người nào chưa an ta sẽ làm cho được an, người nào chưa chứng niết bàn ta sẽ làm cho chứng niết bàn, ta sẽ trừ tất cả những gánh nặng cho mọi người, chỉ nguyện trí tuệ nguyện ở đạo vô thượng, nguyện vô lượng kiếp sanh tử, nhờ lỗi lầm ác nghiệp tâm không nhàm chán, vô số kiếp trần lao đoan vây tâm không xa bỏ, hoặc cầu đạo Bồ Tát tại gia xuất gia, muốn đầy đủ Phật pháp. Khéo tăng thêm lòng thương xót đối với chư thiên loài người, đem đại thừa đó nuôi lớn tất cả, không ngừng học hỏi giáo lý Tam Bảo, trụ lâu dài trong nhất thiết trí, muốn đầy đủ huệ ấy. Cuối sinh Thế Tôn nói về giới đức của Bồ Tát tại gia, khiến người nghe được lời dạy của Như Lai, đạt bất thối chuyển thành đạo vô thượng chánh chân. Đời này đời sau đạt đến chốn ấy, cùng mọi người vươn lên, như Bồ Tát xuất gia sợ bỏ ái dục, có lòng tin giữ đạo, cạo bỏ râu tóc, làm vị tỳ kheo vui thọ giới cấm, thực hành giáo pháp, làm lành, làm điều chân chánh, kính bạch đấng đạo sư của trời người. Bồ Tát tại gia an trú ở nơi nào? Bồ Tát xuất gia an trú ở nơi nào? Phật dạy: Úc Ca, lành thay, lành thay. Trưởng giả có thể phát khởi ý nghĩ mà hỏi Như Lai nghĩa như vậy. Trưởng giả hãy lắng nghe rồi khéo suy nghĩ đó. Ta sẽ vì ông giải rõ những hạnh cần tích tụ của giới đức Bồ Tát tại gia. Lúc đó trưởng giả Úc Ca vâng lời lắng nghe. Phật dạy trưởng giả: Như có Bồ Tát tại gia tu đạo, nên trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, để tự nương theo các công đức, cầu đạo vô thượng chánh chân. Trưởng giả: Bồ Tát tại gia làm sao để nương tựa Phật? Ta đang đầy đủ 32 tướng của bậc đại nhân, những chỗ làm là gốc thiện công đức, tích tụ vô số nguyện, thường hành tinh tấn vì 32 đại tướng, tướng đại nhân đó. Như thế gọi là nương tựa Phật. Thế nào là nương tựa Pháp? Phụng sự giáo Pháp, cung kính đối với Pháp, hiểu rõ nghĩa vi diệu của Pháp, ham học Pháp, thích nghe Pháp, nương tựa Pháp, chí cầu nơi Pháp. Hướng dẫn Pháp, hộ trì Pháp, trụ ở Pháp tịch tịnh, khuyên theo chư Tăng, an trú Pháp hạnh. Tại nơi đó mà hành Pháp, làm việc Pháp,
thuyết pháp giới, lấy pháp lực làm pháp trụ, thực hành pháp thí để cầu pháp bảo. Lúc ta thành đạo tối chánh giác vô thượng chánh chân, nên vì chư thiên loài người thuyết pháp khai ngộ. Đó là nương tựa pháp. Thế nào là nương tựa tăng? Bồ Tát Đại Gia hoặc thấy bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật hoặc đệ tử hoặc người phàm đều nên cung kính hầu hạ, chiêm ngưỡng đảnh lễ, hạ mình nghe theo lời, không có nghi ngờ, tôn kính cúng dường cho những bậc hành đạo chân chánh. Mỗi tâm niệm nghĩ rằng lúc ta thành đạo tôi chánh giác vô thượng chánh chơn, nên tất cả chư thiên loài người đều trở thành những đệ tử vì họ thuyết pháp với ý cung kính và không khinh mạng. Đó là nương tựa tăng. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát Đại Gia có bốn việc để nương tựa Phật. Những gì là bốn? Một là ý chí tu tập Phật đạo. Hai là đem tâm bình đẳng bố thí không thiên lệch. Ba là không ngừng phát khởi lòng đại bi. Bốn là tâm không dư theo ngoại đạo. Đó là bốn việc Bồ Tát Đại Gia nương tựa Phật. Lại nữa trưởng giả, Bồ Tát Đại Gia có bốn việc để nương tựa Pháp. Những gì là bốn? Một là cùng với các bậc Bồ Tát theo nhau tu tập, đảnh lễ cung kính theo những bậc đó thọ giáo. Hai là một lòng nghe Pháp. Ba là đem Pháp mình được nghe và người khác giảng giải. Bốn là đem những công đức đó bố thí. Để nguyện cầu đạo vô thượng chánh chân, đó là bốn Pháp của Bồ Tát Đại Gia nương tựa Pháp. Lại nữa trưởng giả, Bồ Tát Đại Gia có bốn việc để nương tựa tăng. Những gì là bốn? Một là những bậc đã trải qua quả vị thanh văn duyên giác, ý ăn trú ở nhất thiết trí. Hai là vì những người đem cơm thức ăn bố thí mà thuyết pháp giáo hóa họ. Ba là đem đạo giải thoát của thánh hiền dẫn dắt mọi người đạt đến bất thối chuyển. Bốn là không lấy việc giáo hóa đệ tử làm sự nghiệp chính mà phải lấy công đức giải thoát để giải thoát. Đó là bốn việc Bồ Tát Đại Gia nương tựa tăng. Lại nữa trưởng giả, Bồ Tát Đại Gia thấy Như Lai mà khởi tâm niệm cầu làm Phật, đó là nương tựa Phật. Nghe thuyết pháp lòng nhớ nghĩ đến Pháp là nương tựa Pháp. Thấy các bậc hiền thánh của Như Lai mà ý nghĩ về Phật đạo là nương tựa tăng. Lại nữa trưởng giả, Bồ Tát Đại Gia muốn đầy đủ nguyện bố thí là nương tựa Phật. Dùng việc hộ pháp để bố thí là nương tựa Pháp. Bố thí để cầu nguyện nhất thiết trí là nương tựa tăng. Là nữa trưởng giả, Bồ Tát Đại Gia là những việc của bậc thượng sĩ, chẳng làm những việc của kẻ hạ sĩ. Thế nào gọi là thượng sĩ? Như pháp đối với tài sản chẳng dùng phi pháp, chọn chánh pháp, không chọn tà pháp, không phục vụ việc sai quấy, phụng trì đạo nghiệp, không não hại người khác. Thuyết pháp bố thí nhớ nghĩ đối với tài vật là tưởng vô thường, làm nhiều việc thiện, hiếu dưỡng cha mẹ, thường thích bố thí với bậc cha mẹ, thân quyến trong nhà, bạn hữu tri thức, biết chọn bạn mà giao thiệp, khách nhân hạ tiện, dạy cho họ pháp cao thượng, việc làm phải đúng pháp, vứt bỏ những gánh nặng và làm tất cả để trừ gánh nặng của ngũ uẩn. Chí thường tinh tấn khiến mọi gánh nặng không khởi, khiến cho những người đệ tử không học quả vị duyên giác được khai ngộ, hướng dẫn trao truyền cho mọi người, không ghét bỏ một ai. Ở những chỗ an ổn của thân mà nhớ nghĩ đến vô thường, muốn tất cả được an ổn, khổ hoặc có lợi hay không có lợi, hoặc khen hoặc chê, hoặc nổi tiếng hay không nổi tiếng, hoặc khổ hoặc vui. Những pháp vốn có của thế gian trong quá khứ, tâm không kiêu mạn, không đắm trước vào giàu nghèo, không đắm trước vào tài lợi, danh dự, khổ vui. Những các việc làm của thế gian mà làm đúng chánh pháp, xét rõ sự tồn tại của sự thật chân chánh để giúp đỡ giá đạo, hỗ trợ hạnh thanh tịnh để chân chánh trú trong đạo Phật, từ bỏ các lỗi lầm uế nhiễm, thường có tâm bình đẳng đầy đủ các nguyện, cũng khiến cho người khác đầy đủ các nguyện ấy, không lìa xa các hạnh nguyện khiến cho người khác cũng được như vậy. Những việc làm đi đến cứu cánh thì không do dự, thường có nguyện trở lại xây dựng điều thiện, thấy người bần cùng thì phải giúp đỡ của cái,
Người sợ hãi thì dạy họ không sợ hãi, người sầu lo thì an ủi họ không còn lo nữa, người yếu đuối thì khuyên họ nhẫn nhục, người giàu mạnh thì khuyên họ đừng kiêu mạn, người cống cao thì khuyên họ không kiêu ngạo, cung kính tôn trọng bậc trưởng lão để học hỏi những đức của người xưa, thân cận như bậc trí tuệ uyên bác, thưa hỏi phương pháp, hiểu rõ những chỗ nghi ngờ, thường vì sự ngay thẳng, tâm không xiểm định, bình đẳng với tất cả, làm theo đạo lý, không có tâm hại người, không phân biệt chủng loại, không có lòng mong cầu điều gì cả, vững trụ ở nhất tâm, yêu chuộng tinh tấn, còn gặp gỡ các bậc hiền thánh suy nghĩ để đưa ra phương pháp tu cho chính mình. Gặp người không phải bậc hiền trí thì vì họ mà khởi tâm thương xót, tâm trú ở từ bi, lại phải từ bi với pháp tâm bình đẳng. Gặp người không có thầy dạy, người phóng túng thì như pháp mình đã nghe để giảng giải, hướng dẫn họ nghe rồi suy nghĩ nghĩa lý đó ở nơi cái vui của ái dục kỹ nhạc mà nghĩ vô thường, không tiếc thân mạng, nghĩ thân này như sương buổi sớm, tài sản huyển bọng như bọt nước, người quyến thuộc là oan gia, vợ chồng con cái nam nữ là địa ngục mịt mù, tất cả cảm thọ đều là khổ, nhà cửa sản nghiệp thường nghĩ xa lìa, những điều mong cầu đều phải lấy thiện làm gốc, nghĩ nhà cửa là hạt giống, thân quyến tri thức là gần gũi với địa ngục, ngày đêm không nghĩ những điều khác, thân này không quan trọng mà mình phải coi như là quan trọng, mạng sống này không quan trọng mình phải coi như là quan trọng, tài sản không quan trọng mình phải khiến nó quan trọng. Tại sao gọi cái thân này là quan trọng? Có thể vì người khác lao nhập cung kính tùy thuận, đó là thân này quan trọng, hoặc khiến cho gốc thiện không giảm, công đức thường tăng, đó là mạng quan trọng. Ở đây các pháp không thọ lãnh, không tham đắm tài sản, thực hành bố thí, đó là tài sản quan trọng. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia đem những điều này so sánh để xây dựng gia đình, đó là việc làm của bậc thượng sĩ tại gia vậy. Không đánh mất những điều như vậy là không chấp trước vào giới pháp của bậc chánh đẳng giác, nhưng lòng luôn chí thành, việc làm như pháp, không thay đổi, không thối thất đối với đạo vô thượng chánh chân. Phẩm giới thứ hai. Lại nữa trưởng giả, Bồ Tát tại gia phải thọ năm giới: một là không ưa thích sát sanh, tay không được cầm dao gậy ngói đá đánh đập hại chúng sanh, không nhiễu hại người khác, bình đẳng đối với tất cả, thường hành từ bi. Hai là không thích lấy của không cho, tự biết đầy đủ đối với tài vật, không tham tài vật kẻ khác, xa lìa những việc nịnh hót, không trong sáng, phải dừng lại ở chỗ biết đủ, không tham trước cái người khác có, từ ngọn cỏ, sợi lông, hạt gạo cũng không phạm lỗi không cho mà lấy. Ba là không thích tà dâm, tự đối với vợ chồng mà biết dừng lại ở chỗ đủ, không vi phạm sắc dục bên ngoài, không được nghĩ đến dâm dục, thực hành dâm dục, mà phải biết dâm dục là rất khổ, nên tự giữ mình bằng cách quán tưởng như vậy. Đối với vợ mình mà khởi dục tâm liền phải quán sát những điều ác, thường sợ dục trần, không nên đem tâm đắm vào ái dục, vì làm như vậy khiến người tiến gần đường địa ngục. Từ nơi thân mà khởi tưởng không vì ý tao nhã, không vì sự an ổn, nên lập nguyện tôi từ nay về sau không làm những điều dâm dục, huống gì có niệm dâm dục giao hợp với người khác. Bốn là không thích nói dối, lời nói phải chí thành, phải chân thật, làm sao nói vậy, không nói hai lưỡi, không thêm bớt, không muốn không nói sai thì nên tỉnh giác ý nghĩ như chỗ thấy nghe, nói ra để hộ trì pháp, dù có mất thân mạng nhưng suốt đời không nói dối. Năm là không uống rượu, không thích rượu, không nếm rượu, nên ăn trú vào
tánh chân thật, không cuồng say, không ngu muội, không định tĩnh, tâm ý dũng mãnh. Nên giữ niệm sáng suốt, bố thí những gì mình có mà bậc đạo sư cho đó là vô nghĩa, cho đem rượu bố thí cho người khác. Phải nghĩ như thế này: nay vì bố thí độ vô cực nên tùy theo lòng mong muốn của người, không cắt đứt sự cầu mong của người. Nguyện những loại rượu tôi làm, tôi bố thí, khiến người nhận được trí tuệ, ý chí chú ở bố thí mà không loạn. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát đầy đủ tất cả những bố thí độ vô cực. Phật dạy trưởng giả: Bồ Tát tại gia phải như vậy, để bố thí rượu cho người khác. Đối với pháp thì không mắc tội. Bồ Tát tại gia thọ trì là việc công đức của giới. Nguyện vì đạo vô thượng chánh chân nên khéo hộ trì năm giới là việc tinh tấn tối thượng. Và có sự đấu tranh thì muốn khiến hòa giải thì không nên dùng lời nói cứng rắn, phải dùng lời nói nhẹ nhàng đầy đủ mà không nói hai lưỡi, lời nói đúng nghĩa không nói phi pháp. Lời nói thường phải khéo léo nhưng không mất từ tâm, chấm dứt mọi ý nghĩ siêng năng làm khổ làm tổn hại chúng sanh, mặc áo giáp đại hoằng tạ nguyện. Nên vì chánh kiến xa lìa tà kiến, ở việc bố thí cho người không có sự yêu ghét. Phẩm thứ ba, chữa bệnh. Lại nữa, trưởng giả Bồ Tát tại gia sống ở đất nước, quận huyện, làng xóm nào phải đem pháp để hộ trì đất nước, quận huyện, làng xóm đó. Người nào không tin, dạy cho họ tin. Người không cung kính, dạy cho họ cung kính. Người không có trí tuệ, dạy cho họ có trí tuệ. Người không hiếu thuận cha mẹ, không coi trọng đạo lý, nên dạy họ phép trung hiếu, tôn kính bậc lớn tuổi, phụng hành tinh tấn, chí tâm cần mẫn tu sửa. Người ít học thì dạy dỗ khiến nghe nhiều học rộng. Người nghèo khổ thì dạy nên bố thí. Người không giữ giới thì dạy nên giữ giới. Người sân nhuế thì dạy họ cho nhẫn nhục. Người lười biếng thì dạy cho tinh tấn. Người phóng túng thì giúp đỡ cho nhất tâm. Người có học hiểu biết sai thì khuyên trở về trí chân chánh. Người bị bệnh thì cấp phát thuốc men. Người không được bảo hộ thì mình bảo hộ. Người không nơi nương tựa thì mình làm nơi để họ nương tựa. Người không ai cứu thì mình cứu họ, làm người hướng dẫn cho tất cả, như pháp mà hộ trì. Giả như có một người bị đọa vào đường ác, Bồ Tát tại gia nên vì họ một lần, hai lần, ba lần cho đến trăm lần khuyên họ trú nơi pháp thiện, đồng thời trú vào công đức của các thiện pháp khác. Bồ Tát tại gia nên vì tất cả xây dựng lòng thương, kiên cố ở nhất thiết trí, mặc áo giáp đại hoằng thệ nguyện, nên nghĩ thế này: ta nên độ thoát những người khó bỏ điều xấu ác, khó khai ngộ, rồi sau mới chứng quả vị vô thượng chánh chân. Tâm ta như vậy không vì trực tính, không vua định người, lại không ngạo mạn, giới pháp đầy đủ, thành người có đức, mặc áo thành tựu quả vị niết bàn. Tôi y pháp tu hành, không y theo người hành pháp ấy, mặc áo giáp đại hoằng thệ nguyện. Nguyện khiến ta thường tinh tấn để trừ được những vô minh si ám, thấy ta hoan hỷ, đó là nơi dừng chân của bậc Bồ Tát. Phải suy xét sự thật, không ra lệnh sai lầm không hợp lý. Giả như có lệnh không hợp lý khiến một người đọa vào ác đạo, Bồ Tát kia đối với Đức Như Lai, bậc vô sở trước, đặng chánh giác, có lỗi rất lớn vậy. Vì thế do nên, Bồ Tát tại gia tu đạo ở nhà thường phải mặc áo giáp hoằng thệ nguyện. Nguyện rằng ta nên khiến cho nhân dân các quận trong đất nước không còn người bị đọa ác đạo. Giống như trong đất nước, quận, huyện, làng, xóm có vị lương y, giả sử có người chết uổng chết oan, tại vì lương y đó có lỗi với mọi người. Bồ Tát cũng là như vậy, ở tại đất nước, quận, huyện đó, sống ở đó mà không nhớ nghĩ việc cứu hộ người. Như có một người đọa ác đạo thì Bồ Tát kia đối với Đức Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác là có lỗi vậy.
Phẩm thứ tư, sống ô uế. Lại nữa, trưởng giả Bồ Tát tại gia phải biết phân biệt những việc ô uế tại gia và nghĩ thế này: như thế nào gọi là tại gia? Đoạn trừ cái gốc rễ thiện pháp nên gọi là tại gia, không hộ trì các công đức phẩm hạnh được tôn quý thì gọi là tại gia. Sống với các trần cấu bất thiện, sống với những ý tưởng bất thiện, sống với những việc làm bất thiện, thường với những điều không lương thiện, không tịch tịnh, không phép tắc, khiến không được nhất tâm, cùng tụ hội với những người càng can cường xấu ác, đó gọi là tại gia. Theo đó nên những cái xấu ác có chỗ sanh khởi, đó gọi là tại gia. Sống với các pháp thế tục tạp loạn của dâm dục, sân nhuế, ngu si, thường không có được các cái thiện căn đầy đủ, gọi là tại gia. Sống ở trong đó những điều không nên làm nhưng xem nhẹ mà làm, khinh mạng, không cung kính cha mẹ, tôn trưởng, đức Phật, sa môn, phạm chí, đạo sĩ, đó gọi là tại gia. Vui giới ái dục, không nghĩ đến sự buồn khổ, buồn rầu khóc lóc với những điều không như ý, gọi là tại gia. Nhớ đến lao ngục, sân hận, tranh đấu bất hòa, kiện tụng bắn giết, gọi là tại gia. Không thể tích lũy thiện pháp lại hủy hoại của gốc công đức. Chỗ không đáng làm nhưng vẫn dối làm theo, chư Phật Bồ Tát đệ tử đều không khen ngợi. Sống ở trong đó khiến mọi người đều trở nên lo sợ những sự dâm dục, sân hận, ngu si, không thể hồi trì giới phẩm vì sợ bỏ định phẩm, không thể thành tựu tuệ phẩm, không đưa đến giải thoát phẩm trong tương lai, không khởi phẩm độ tri kiến, đó gọi là tại gia. Người sống ở trong đó chấp trước cha mẹ, anh em, vợ con, thân quyến, bạn hữu, tri thức, quyến thuộc, băng đảng, lo lắng yêu thương, không biết nhàm chán, như nước sông chảy về biển, nên gọi là tại gia. Từ đó ô nhiễm tham trước khởi tư tưởng không có chí, người tại gia có nhiều tư tưởng tham muốn, diệt ác ưu sầu không hạn lượng. Người tại gia hội họp ân ái như thức ăn ngon, nhưng lẫn thuốc độc. Người tại gia xem ấn khổ như bậc tri thức. Người tại gia bác bỏ chánh pháp hiền thánh. Người tại gia thường kiện tụng gây gỗ vì những nguyên nhân đó. Tại gia tham cầu sự tài trí, mến mộ giàu sang, nên thường làm nhiều việc thiện ác. Tại gia làm việc không thường, không bền lâu, làm bại hoại chánh pháp. Tại gia luôn làm việc lao khổ, thường có sự tham cầu sở hữu. Tại gia thường có tâm xấu ác, gieo gậy ở trước mặt như oan gia. Tại gia vì thọ nhận cái vô ngã nên khiến cho lần. Tại gia vì không trong sạch mà tự hiện trong sạch. Tại gia như bức tranh vẽ đủ màu sắc, chỉ thấy đẹp nhưng nhanh chóng bị pha nhạt. Tại gia như huyễn hóa không có ngã nhưng thường qua lại tụ hội. Tại gia như hoa tu mạng, nở đúng lúc tàn, đúng thời cho nên cần nhiều nhu cầu. Tại gia như sương buổi sáng, mặt trời mọc thì tan, cho nên lo sợ sự chết chóc. Tại gia như người làm cha mẹ, vui ít lo nhiều. Tại gia như tấm lưới, thường lo sợ sắc thanh hương vị xúc pháp. Tại gia như mỏ chim sắc, chỉ sợ suy nghĩ bất thiện. Tại gia như rắn độc, lo sợ nói nhiều chuyện. Tại gia như lửa đốt thân, làm cho ý nghĩ tạp loạn. Tại gia thường sợ oán địch, đó là năm tứ giặc, oán gia, con xấu. Tại gia là ít an ổn, không phải không giải thoát được mọi ràng buộc. Như vậy trưởng giả Bồ Tát tại gia phải biết rõ sự ô uế của người tại gia. Phẩm bố thí thứ năm, là nửa trưởng giả Bồ Tát tại gia nên bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, làm nhiều việc thiện. Nên nghĩ thế này: người đem của bố thí là ngã sở, mà người tại gia là không có ngã sở. Người bố thí cho người là chánh yếu, người tại gia là không chánh yếu. Bố thí cho người thì đời sau được an ổn, người tại gia về cái khổ đời sau. Bố thí cho người thì không lo phòng giữ, người tại gia thì lo phòng giữ. Bố thí cho người thì không phải lo gìn giữ gìn, người tại gia thì phải cảnh giác giữ gìn. Bố thí cho người là đoạn tận ái dục.
Người tại gia ái dục tăng, bố thí cho người là không còn thọ nhận thêm nữa. Người tại gia là còn thọ nhận. Bố thí cho người thì không còn sợ hãi, người tại gia còn nhiều lo sợ. Bố thí cho người thì thành Phật đạo, người tại gia thì làm lợi cho quyến thuộc của ma. Bố thí cho người là không cùng tận, người tại gia là không thường. Bố thí cho người là giữ được cái vui, người tại gia thì nắm giữ cái khổ. Bố thí cho người là đoạn tận phiền não, người tại gia thì tăng thêm phiền não. Bố thí cho người thì được giàu có, người tại gia thì bị nghèo cùng. Bố thí cho người là việc làm của bậc thượng sĩ, người tại gia là kẻ hạ sĩ. Ý không có tư duy và không có chỗ thọ nhận. Bố thí cho người được chư Phật khen ngợi, người tại gia thì bị mọi người than trách. Như vậy trượng giả Bồ Tát tại gia bố thí cho người như vậy là hạnh chính yếu. Hoặc thấy người an sinh thì nên nghĩ ba điều. Những gì là ba? Một là nghĩ họ như thiện tri thức. Hai là khiến khởi ý đạt được Phật đạo. Ba là khiến khởi ý đời sau được giàu có. Đó là ba điều. Là nghĩ ba điều khác. Những gì là ba? Một là khởi ý trừ tham lam tật đố. Hai là khởi ý luôn có tâm niệm bố thí. Ba là khởi ý không rời bỏ nhất thiết trí. Đó là ba điều. Là nghĩ ba điều khác. Thế nào là ba? Một là khởi ý việc làm an ổn rõ ràng vì Như Lai. Hai là khởi ý hàng phục ma oán. Ba là khởi ý không mong cầu báo đáp. Đó là ba điều. Là nghĩ ba điều khác. Một là thấy người nghèo khó thiếu thốn, khởi ý vì họ khai ngộ giáo hóa. Hai là khởi ý thực hành bốn ân và không quên. Ba là khởi ý mãi mãi không còn chịu sanh tử khổ nhọc. Đó là ba điều. Là nghĩ ba điều khác. Một là khởi ý xa lìa dâm dục. Hai là khởi ý xa lìa sân nhuế. Ba là khởi ý xa lìa ngu si. Đó là ba điều. Vì sao như vậy? Này trưởng giả Bồ Tát tại gia thấy người ăn xin thì tâm dâm dục, sân nhuế, ngu si giảm bớt. Như thế nào gọi là giảm bớt? Đem tâm từ bi bố thí tất cả không còn luyến tiếc, lòng dâm liền giảm bớt. Hoặc đối với người ăn xin không có ý sân hận, tâm sân nhuế liền giảm bớt. Hoặc bố thí nguyện vì nhất thiết trí, tâm si mê liền giảm bớt. Là này trưởng giả Bồ Tát tại gia thấy người an sinh thì lục độ vô cực liền được đầy đủ. Thế nào gọi là đầy đủ? Nếu bố thí cho người mà không có ý niệm về người nhận vật được nhận, đó gọi là bố thí độ vô cực, tâm không nản Phật đạo. Đó là trì giới độ vô cực. Thấy người an sinh không có ý sân hận não hại, đó là nhẫn độ vô cực. Tâm không nghĩ bố thí thức ăn cho người thì mình bị đói khát, mình bị chia sẻ tình cảm cho người mà không trái với tâm bố thí. Đó là tinh tấn độ vô cực. Hoặc bố thí cho người mà mỗi đều không nhàm chán, hoan hỷ không hối tiếc, tâm ý vui vẻ. Đó là nhất tâm độ vô cực. Bố thí tất cả pháp không chấp trước, cũng không nghĩ đến báo đáp. Đó là trí tuệ độ vô cực. Lại nữa trưởng giả Bồ Tát tại gia phải xa lìa tám pháp thế gian, không mến tiếc tài sản, danh lợi, vợ con, nhà cửa, người hầu, kẻ hạ, châu báu. Ý không chấp trước, không vui, cũng không ưu sầu. Những gì có được thì không tham lam, luyến tiếc. Nếu như nghĩ đến hành pháp và quán sát như thế này, cha mẹ vợ con nhà cửa nô tỳ người hầu từ tham dục mà sanh, đó là nhân duyên khiến ta khởi niệm vui khổ. Như điều ấy có phải loại như ta không? Ta cho là hữu dụng nên thường siêng năng làm những điều như vậy, khiến tăng trưởng cái việc khác việc ác. Đời nay vui hưởng cùng nhiều khoái lạc, đời sau thì phải gánh chịu nhiều sự khổ đau. Tôi nay phải nhanh chóng gieo những loại giống về sau, nghĩa là phải bố thí trì giới trí tuệ tinh tấn.
không có phóng túng, nhớ đến Phật đạo đầy đủ các gốc thiện. Đó là những điều đồng loại với ta. Chỗ mong cầu của ta chỉ ở nguyện lực mà thôi. Thà mất thân mạng chứ không vì vợ con, nam nữ mà phạm các tội ác. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia tu đạo tại nhà, thấy vợ phải nhớ nghĩ ba điều. Những gì là ba? Một là nghĩ đến vô thường, hai là nghĩ không có gì sở hữu, ba là nghĩ không có sự cảm thọ nào cả. Đó là ba. Là nghĩ đến ba điều khác. Những gì là ba? Một là bạn hoan lạc đời nay chứ không phải là bạn của đời sau. Hai là thường tinh tấn phụng trì, giữ gìn ý khi ra vào, xem đó là bạn vậy. Ba là nay vì sự an ổn mà không vì các sự khổ. Đó là ba điều. Là nghĩ ba điều khác. Thế nào là ba? Một là nghĩ đến sự không thanh khiết, hai là nghĩ đến sự ô uế, ba là nghĩ đến sự xấu ác. Đó là ba điều. Lại phải nghĩ đến ba điều khác. Những gì là ba? Một là nghĩ đến quỷ la sát, hai là nghĩ đến loài quỷ thần đi bằng đầu, ba là nghĩ rằng chỉ có sắc. Đó là ba điều. Là nghĩ đến ba điều khác. Những gì là ba? Một là nghĩ đến sự khó no đủ, hai là nghĩ đến sự đọa lạc, ba là nghĩ đến sự không trở lại, không dừng chân. Đó là ba điều. Là nghĩ đến ba điều khác. Những gì là ba? Một là nghĩ đến ác tri thức, hai là nghĩ đến sự tham lam đắm trước, ba là nghĩ đến sự phá bỏ phạm hạnh thanh tịnh. Đó là ba điều. Là nghĩ đến ba điều khác. Những gì là ba? Một là nghĩ đến những người đọa ở địa ngục, hai là nghĩ đến những người đọa vào súc sanh, ba là những người bị đọa vào loài ngạ quỷ. Đó là ba điều. Là nghĩ đến ba điều khác. Những gì là ba? Một là nghĩ đến sự lo sợ, hai là nghĩ đến cái có, ba là nghĩ đến chấp thụ cái thọ nhận. Đó là ba điều. Là nghĩ ba điều khác. Thế nào là ba? Một là nghĩ về vô ngã, hai là nghĩ về sự không thọ nhận, ba là nghĩ đến sự xa lìa tán loạn. Đó là ba điều. Là độ trưởng giả Bồ Tát tại gia ở chỗ nhớ nghĩ phải như thế này: quan sát vợ mình thì không nên khởi niệm tham ái, đối với con cái thì có tâm thương xót sâu nặng mà không thương xót người khác, nên đem ba sự việc về tự căn dán bản thân. Như là ba việc: một là đạo Phật là ý bình đẳng không có ý thiên chấp, hay là đạo Phật là việc bình đẳng không làm việc vì thiên chấp, ba là đạo Phật chỉ hành một pháp môn không hành nhiều pháp môn, nên đem ba việc trên để tự căn dán mình, hoặc phải xem con cái như cừu oán không phải là thiện tri thức. Vì sao như vậy? Vì điều đó cho nên khiến ta xa rời chủng tánh Phật và các thiện tri thức, nên phải đem tâm tốt mà nhớ nghĩ Đức Như Lai, đem việc thương xót đối với con người con cái để phát khởi từ tâm thương xót đối với mọi người, đem cái đức thương bản thân mình mà thương xót tất cả. Phải nghĩ thế này: tất cả đều là con ta, ta cũng là con của tất cả. Đối với tất cả những người không nhà cửa, không người thân thì ta thường thường tới lui chăm sóc. Vì oan gia mà một lần nữa sanh ra, nguyện nơi hành động việc làm của ta không có thiện tri thức cũng không có ác tri thức. Vì sao như vậy? Như có thiện tri thức thì tăng thêm lòng ái dục, như có ác tri thức thì tất cả không có ái dục trở lại. Ta thường muốn tự mình điều phục tâm mình khi không còn chấp trước, thường hành tất cả pháp, thâm nhập tất cả hạnh nguyện. Người làm việc tà thì lạc đường tà, người làm việc chân chánh thì được quả chân chánh. Vì vậy nên nguyện cho ta không làm việc tà, đối với tất cả đem tâm bình đẳng mà làm như sở nguyện của ta. Nguyện vào nhất thiết trí. Như vậy trưởng giả Bồ Tát tại gia không đắm trước những gì mình có, cũng không có chỗ thọ nhận, cũng không có chỗ tham, cũng không bị nhiễm ái dục, cũng không khởi lên, cũng không khiến không khởi lên. Bồ Tát tại gia nếu thấy người ăn xin đến đem đồ bố thí, phải nên như thế nào? Tâm nên nghĩ thế này:
tại đền vật này bố thí, đúng luật mà làm sẽ trừ được sự âu lo âu về sự dâm dục sanh tử. Trong chánh đạo, ta đem vật bố thí lúc chết sẽ ra đi nhẹ nhàng. Ta đem những cái vật ta có để bố thí lúc lâm chung, tâm vui vẻ không hối hận. Nếu tâm niệm ngược lại không có khả năng ban ân bố thí. Thấy người ăn xin phải khởi bốn niệm, những gì là bốn? Một là nghĩ vì những sự yếu kém nên công đức ít. Hai là vì lỗi của mình đối với tâm đại thừa không được tự do khởi tâm bố thí. Ba là theo cái ý phát khởi mà làm những điều đã thấy, dốc hết lòng mình nên nhẫn chịu mà bố thí cho người. Bốn là nguyện cho việc làm của mình được đầy đủ như bổn nguyện, và tất cả mọi người nên chỉ dạy cho những người ăn xin hiểu như vậy. Này trưởng giả Bồ Tát tại gia, nếu rời lời dạy của Thế Tôn thì không có Phật xuất thế, cũng không có người thuyết pháp, cũng không thấy các bậc thánh hiền tăng phải niệm khắp chư Phật trong mười phương. Khi chư Phật hành đạo Bồ Tát đều luôn tinh tấn sau mới thành Phật, đầy đủ tất cả Phật pháp, niệm tất cả chư Phật rồi phải nên khuyến khích người khác cũng làm như vậy cả ngày lẫn đêm để ba nghiệp thân khẩu ý của họ được thanh tịnh. Hành từ bi bình đẳng, chớ nghĩ các việc thiện, nhớ nghĩ các việc thiện xa lìa các điều mình có, nên phải tàm quý dùng các công đức đó để tự trang nghiêm tâm mình thanh tịnh, khiến người hoan hỷ, yêu chí tình vui với Phật đạo không có tạp loạn. Việc làm thì cung kính chân thật, đoạn trừ cống cao ngã mạn, nên phúng tụng ba tạng kinh điển, bỏ tất cả các việc ác, sám hối 80 việc, một lòng khuyến khích và hỗ trợ các điều phước, đầy đủ các tướng tốt, chuyển bánh xe pháp của chư Phật. Thỉnh nguyện chư Phật chuyển pháp luân, đem vô lượng công hạnh đó để nguyện sanh vào nước Phật, sống lâu không thể tính. Trưởng giả tại gia Bồ Tát phải thực hành bát quan trai, nhờ công đức giữ gìn trai giới, phải mạnh sa môn được thanh tịnh, hành trì những việc thiện căn bản của Bồ Tát, cùng với các giới để theo đó cung cấp đầy đủ sa môn, phạm chí cung kính phụng sự, không được nhìn vào lỗi của người, tìm những chỗ hay dở của họ. Nếu thấy tỳ kheo phạm giới, nên vì chiếc áo cà sa mà khởi tâm cung kính, vì đó là cà sa của Thế Tôn Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác. Nên nên vì chiếc áo cà sa mà khởi lên trí tuệ giải thoát tam muội giới, đảnh lễ áo cà sa xin lìa tất cả dâm dục trần cấu. Đó là pháp thần thông của các bậc thánh hiền. Nghĩ như vậy rồi càng tăng thêm lòng cung kính vị tỳ kheo đó, nên đối với vị tỳ kheo đó khởi lòng thương xót lớn. Phàm giới này là hành việc ác, hành giới không thiện, Phật pháp tịch tịnh thì được nhu hòa. Người có trí khi vào pháp môn của Như Lai để làm sa môn, không tịch tịnh thì không thể nhu hòa, không phải là bậc thánh hiền, hành vi thường lao khổ. Như Lai dạy không có giới nào là không học, vì vậy không được xem nhẹ. Vì sao như vậy? Vì không làm như vậy là người có lỗi, là lỗi của sự tham đắm dâm dục trần cấu. Dùng tâm ái dục để nhìn thì không phải trạng thái thiện, Phật pháp làm sao có được hộ trì. Nếu có thể hiểu trần cấu vốn không thì liền có thể đắc đạo tối thượng, đạt đến nhẫn nhục bình đẳng. Vì sao như vậy? Vì trí tuệ có thể diệt trừ ái dục. Thế Tôn dạy các ông không được khinh vọng, tướng bình đẳng không hạn lượng. Vì sao vậy? Người muốn đạt tướng bình đẳng thì nên mong muốn tướng bình đẳng của Như Lai. Những điều Như Lai biết không phải là những điều ta có thể khảo cứu. Như thế đối với những người khác không nên khởi tâm ác, chấp thủ những hay dở của họ. Phẩm thứ sáu lễ tháp. Lại nữa, trưởng giả, Bồ Tát Đại Gia khi vào chùa tịnh xá phải đứng ở ngoài cửa chí tâm đảnh lễ, sau mới đi vào trong tịnh xá. Phải nghĩ thế này, không nên chấp vào chùa,
không chấp vào cảnh, không chấp vào ý tưởng, không chấp vào sở nguyện. Vì từ bi vui vẻ ở chùa, ta ở chùa vì sự bình đẳng. Tự nghĩ rằng ta lúc nào cũng nghĩ như vậy mà ở chùa, liệt khỏi trần cấu nên sống tại chùa này. Đúng ngày 15, gặp lúc đang tiết giới đến khởi niệm như ý của bậc Sa môn. Không có Bồ Tát tại gia nào có thể đắc quả Tối Chánh Giác, mà chỉ có những người xuất gia ở núi sống thanh thản ở thâm sơn cùng cốc mới đắc Phật đạo. Tại sao như vậy? Vì tại gia sống với trần cấu, còn người xuất gia được các bậc trí cùng hàng xa chư Phật khen ngợi. Ta phải mỗi ngày đảnh lễ cúng dường, bố thí những gì mình có, khởi ý xuất gia học đạo như họ, mới khiến tâm ý ta vui vẻ. Vì sao như vậy? Người bất tín, người không tráo trở, đầu đảng của băng cướp, bọn gian tà, quan lại, thứ dân đều bố thí cho họ, dù chút ít, nhưng không thể dùng lời nói cho hết. Ta lấy trí huệ giới làm tối thượng, từ tâm mà hiện cung kính, không tiếc thân mạng, vì tất cả mà làm. Ta cũng đang hành trì giới của Như Lai, khiến cuối cùng được đạo vô thượng chánh chơn Tối Chánh Giác, vì tất cả chúng sinh mà làm Phật sự, làm việc của Như Lai mà chưa vào Niết Bàn. Muốn nhập Niết Bàn thì nên vào tịnh xá, xem việc làm của chư tỳ kheo tăng, xem tỳ kheo nào là bậc đa trí, ai là người hiểu pháp, ai là người trì luật, ai là người trú vào pháp, ai là người giữ gìn phẩm hạnh Bồ Tát, ai là người sống nhàn cư, ai là người khất sĩ, ai là người mặc y bá nạp, ai là người biết đủ, ai là người độc cư, ai là người tọa thiền, ai là người vì đại thừa, ai là người tinh tấn, ai là người vì kinh điển và chùa chiền. Quét tất cả việc làm của tỳ kheo tăng rồi đều phải bình đẳng bố thí đầy đủ cho mọi người, không nên có tâm phân biệt. Cũng là những người sống gần tụ lạc, người sống gần tụ lạc thì cũng nên thăm hỏi, phải nên lui tới nơi tụ lạc để xem nếu có tỳ kheo nào thiếu y bát hoặc ốm đau không thuốc men, nên cho họ đầy đủ, nên cho với tâm bình đẳng, chớ có ý oán hận. Tại sao như vậy? Vì thế gian đều mong cầu sự an ổn, càng nên có ý hộ trì đối với phàm phu cho đến bậc A-la-hán. Vì sao như vậy? Vì kẻ phàm phu có tâm oán hận, còn bậc A-la-hán không còn oán hận. Với bậc tỳ kheo đa văn thì nên theo họ, nghe những lời dạy rồi nên thọ nhận học theo. Với bậc hiểu kinh thì nên theo họ, nghe họ diễn giải rồi nên thọ nhận học theo. Với bậc trì giới thì nên theo họ, hiểu biết các tội cấu rồi thì nên thọ nhận học theo. Với bậc giữ phẩm hạnh Bồ Tát thì nên theo họ để thọ nhận học pháp lục độ vô cực, hành trì phương tiện quyền xảo. Với bậc sống nhàn cư thì nên theo họ thọ nhận học hỏi để biết pháp hành nhất tâm. Nếu tỳ kheo có thiếu thốn gì nên cung cấp y phục bình bát, giường nằm, ngoại cụ, thuốc men trị bệnh. Ở nơi Phật đạo nên đem tâm bình đẳng cứu tế. Vì sao như vậy? Vì ân huệ có thể bố thí, khuyến khích khiến phát tâm đối với đạo lớn. Vì sa môn hành thiện nên như thế này. Nếu có bậc sa môn đấu tranh nhau thì nên hòa giải hòa. Nếu vì pháp đấu tranh thì không tiếc thân mạng, quyết hộ trì pháp. Nếu có tỳ kheo bệnh tật thì nên lấy thịt mình bố thí cho họ, tâm không hối hận. Tất cả công đức đó lấy tâm Phật làm gốc, Phật dạy trưởng giả Bồ Tát tại gia, lấy đó mà so sánh, lấy đó mà hành động, lấy đó mà làm tin thì phù hợp với con đường tu tập tại gia. Lúc bấy giờ trưởng giả Úc Ca cùng với các vị cư sĩ đều đồng thưa rằng: khó thay Bạch Thế Tôn, Như Lai khéo nói những điều uế nhiễm của Bồ Tát tại gia. Vì những việc làm của ma, công đức của bậc xuất gia đáng xiển dương khen ngợi. Kính bạch Thế Tôn, chúng con cũng thấy người tại gia có nhiều lỗi lầm,
công đức của bậc xuất gia thật khó đo lường, nên chúng con muốn theo Thế Tôn lãnh thọ giáo pháp, muốn cạo bỏ râu tóc làm bậc tỳ kheo lãnh thọ đại giới. Phật dạy các vị trưởng giả xuất gia rất khó, phải thường chuyên tâm giữ gìn cấm giới không để khiếm khuyết. Các trưởng giả đó bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, xuất gia có gì là khó? Xin nguyện Như Lai gia tâm thương xót cho chúng con cắt tóc thọ giới, chúng con có thể cẩn thận phụng trì giới luật Phật dạy. Phật liền đồng ý cho thế pháp. Lúc ấy Đức Phật dạy Bồ Tát Di Lặc: Bồ Tát chư hành thanh tịnh, ta giao các vị trưởng giả này cho các ông thế pháp cho họ. Các vị trưởng giả đó là những bậc thượng sĩ. Bồ Tát Di Lặc lúc đó vì 1.200 vị trưởng giả cạo bỏ râu tóc. Bồ Tát chư hành thanh tịnh vì 1.200 trưởng giả cạo bỏ râu tóc. Lúc Phật thuyết phẩm giới đức tịch pháp của Bồ Tát Đại Gia, 1.200 người đều phát tâm vô thượng chánh chơn. 2.500 Bồ Tát đắc âm thanh nhẫn, 4.000 trời người đắc nhu thuận pháp nhẫn. Phẩm thứ bảy, biết đủ. Lúc ấy trưởng giả Úc Ca bạch Phật: Như Lai bậc vô sở trước, đặng chánh giác, nói về chỗ thiện ác của người tại gia. Đối với đại thừa nên hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nhất tâm, trí huệ. Nguyện Thế Tôn lại nói về hạnh của các vị thế pháp xuất gia làm Bồ Tát. Cái đức của sự trì giới, tinh tấn, trí huệ, trí tức. Bạch Đức Như Lai, Bồ Tát tại gia đã cắt bỏ râu tóc xuất gia làm thế nào để phụng trì giới luật? Thế nào gọi là xuất gia? Tâm không sai khác, hành động không chuyển đổi, cũng không cầu phải đảnh lễ tiếp đón. Phật dạy: hay thầy, này trưởng giả, ông có thể hỏi Như Lai hành đầy đủ của Bồ Tát xuất gia đã cắt bỏ râu tóc. Phật dạy: Trưởng giả hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ. Vâng, thưa Thế Tôn, Úc Ca trưởng giả lãnh thọ lắng nghe. Phật dạy: Bồ Tát xuất gia phải nghĩ thế này, tại sao mình lại xuất gia cạo bỏ râu tóc? Lại nghĩ rằng: Ta vì muốn đầy đủ Phật pháp cho nên xuất gia cạo bỏ râu tóc, thường niệm tinh tấn đối với trí tuệ không chấp trước, như cứu lửa cháy ở trên đầu. Xuất gia rồi liền phải đến thực hành, nương vào thánh hiền. Biết đủ như là biết đủ tức vì danh văn, biết đầy đủ đối với việc khất thực, biết đủ đối với việc khất thực vì danh văn, biết đủ đối với giường nằm, biết đủ đối với giường nằm vì danh văn. Khi bệnh tật phải biết đủ đối với thuốc men y phục, biết đủ đối với thuốc men y phục vì danh văn. Này trưởng giả, đó là việc làm của thánh hiền, là các bậc trụ cột cho Phật pháp. Cho nên gọi là việc làm của thánh hiền vậy. Phật dạy trưởng giả: Các vị Bồ Tát xuất gia có 10 việc để che thân, như y phục, chăn đệm, thì cần biết đủ. Thế nào là 10 việc? Một là thân đắp mặc y phục phải biết tàm quý. Hai là thân đắp cà sa để hộ trì ái dục, không có sự chấp trước. Ba là mặc áo sa môn, khiến cho không có sở kiến sở niệm. Bốn là đầy đủ phước của cà sa vì ủng hộ chư thiên loài người. Năm là sở dĩ đắp cà sa vì tâm không ham muốn dục lạc, không theo cái thói quen ái dục. Sáu là ý khéo dùng phương tiện để diệt trừ dâm dục trần cấu. Bảy là biết đủ là gốc rễ của thiện pháp, cho nên thọ nhận y phục này. Tám là vứt bỏ các việc ác, làm nhân duyên để sanh khởi các việc thiện. Chín là ở đạo thánh hiền không thay đổi, tinh tấn nhất tâm. Mười là nguyện một lòng được mặc cà sa trọn đời. Này trưởng giả, đó là 10 việc Bồ Tát xuất gia mặc cà sa vì hành biết đủ. Là có 10 việc khác, và đang cố gắng thọ nhận mọi hình thức khất thực
thế nào là 10 việc? Một là tự mình có trí thức, có trí đức đợi chờ ở người. Hai là nếu có người bố thí cho ta, trước phải an trú trong tam thừa, sau đó mới thọ nhận sự bố thí. Ba là nếu người không bố thí cho ta, ta nên vì họ mà khởi tâm thương xót. Bốn là nếu người bố thí cho ta, nên tinh tấn nguyện an vị thành tựu đạo nghiệp. Năm là không để mất giáo pháp của Như Lai. Sáu là phát tâm trong chốc lát khiến một lòng biết đủ. Bảy là thực hành khiến tâm không kiêu mạn. Tám là từ công đức này đắc vô kiến đảnh thượng. Chính là người thấy ta thì học theo ta. Mười là tất cả nam nữ lớn nhỏ đều bố thí cho ta. Ta phải đem tâm bình đẳng đối với tất cả, chuyên tâm cầu đạt nhất thiết trí. Này trưởng giả, đó là 10 việc. Bồ Tát xuất gia không rời bỏ khất thực. Nếu có bậc trí thức, phải nên khiến họ hoan hỷ, không có sự hối hận, cho đến chỗ ưa thích, cũng không mến tiếc. Huống gì đắm trước vào cái ta, cũng không nên xiểm định. Việc ăn uống đối với thân có lợi ích, cũng nên có thể vì người nguyện cầu cho đầy đủ. Phật dạy trưởng giả, ta đã nói xong phần khất thực. Bồ Tát ngồi trên đệm cỏ dưới gốc cây, hoặc ở gò mã cao và hồi trì giới phải nghĩ đến 10 điều. Những gì là 10? Một là đại đoạn các việc làm vì ngã sở. Hai là vô ngã, vô sở thọ. Ba là phải ở nơi an nhàn, mở cửa đặt giường để ngồi thiền. Bốn là xa lìa sự đắm trước ái dục. Năm là sớm cầu quả vô sở trước, nhớ nghĩ cội công đức. Sáu là không tiếc thân mạng, chỉ thích sống nơi tịch tịnh. Bảy là xa rời các cuộc hội họp. Tám là các tội lỗi đã làm đều được tiêu trừ. Chín là được nhất tâm tam muội không còn lỗi lầm. 10 là niệm vắng lặng ra vào đều giữ ý. Này trưởng giả, đó là 10 việc. Bồ Tát xuất gia ngồi trên đệm cỏ dưới gốc cây. Giả sử đến pháp hội, nhờ các bậc hòa thượng thăm hỏi bệnh tình, muốn đến tinh xá nên tự mình đi. Thân tâm phải là một. Nếu đến cầu học hỏi kinh điển thì nên hiểu các tuệ ở phòng ốc của tinh xá, an nhàn tư duy. Vì sao như vậy? Vì ở nơi thanh tịnh nên tinh tấn cầu pháp. Tất cả những gì đang có thì nghĩ là chẳng phải của ta. Tất cả các pháp đều nghĩ vì người khác. Phật dạy Bồ Tát xuất gia học theo 10 việc đối với thuốc men. Thế nào là 10? Một là ta phải đắc trí của Như Lai Thế Tôn. Hai là không từ người khác mà tự nhận đầy đủ. Ba là không học theo những tư tưởng bất tịnh cấu uế. Bốn là ta phải sống thanh tịnh. Năm là không nhớ nghĩ các mùi vị dục lạc, sẽ bỏ sự đắm trước. Sáu là ta phải có sự say khác biệt đối với phàm phu. Bảy là các mùi vị ngon sẽ tự nhiên hiện ra trước ta. Tám là dùng các thứ thuốc men để đoạn các trần lao, chính là đoạn được các kiến chấp. 10 là nhanh chóng đoạn được các bệnh tật, tăng được an ổn. Này trưởng giả, đó là 10 việc nên hành trì. Bồ Tát xuất gia nên đem hết thân mạng thực hành như thuốc men chữa bệnh. Phẩm thứ 8 nhàn cư. Là nữa trưởng giả, Bồ Tát xuất gia tu tập nơi thanh vắng cần suy nghĩ như sau. Ta vì sao phải đến nơi thanh vắng này? Lại suy nghĩ tiếp, không phải sống nơi thanh vắng là bậc sa môn. Vì sao vậy? Vì ở nơi thanh vắng có nhiều thứ không điều phục trong định thì không thành tựu, không theo phép tắc thì không nghĩa lý. Nghĩa như loài, những loài chương, hưu, chim, cổ, cáo, khỉ, cái, người rừng, ma hầu lạc, thợ săn, những người này đều không phải là sa môn. Ta đến ở nơi thanh vắng thì phải đầy đủ nguyện lực này, gọi là nghĩa của sa môn. Này trưởng giả, những
Gì là nghĩa của Sa môn Bồ Tát xuất gia? Nghĩa là ý không tạp loạn, đạt được pháp tổng trì, sự hiểu biết, các trí tuệ, các huệ, chỗ nghe học được đầy đủ. Từ đó đạt được trí tuệ lớn, thực hành đại từ không lìa đại bi. Năm được năm thứ thần thông, lục độ vô cực, tâm được tự tại không lìa nhất thiết trí. Những lời nói ra đều phải dùng trí tuệ, phương tiện, quyền xảo, đem pháp bố thí cho tất cả, khai đạo cho người. Việc làm không trái với bốn ân, nhớ nghĩ sáu niệm, nghe rồi làm theo, nhất tâm, tinh tấn, hiểu rõ và phụng trì chánh pháp, một lòng đạt đến trí tuệ của đạo, không rời cảnh giới thiền định tịch tịnh. Phải hộ trì pháp và các nhân duyên tội phước, nhờ trí tuệ ngay thẳng đoạn tất cả niệm hoặc vô niệm, đem niệm ngay thẳng mà nguyện thuyết pháp, thường hành trì lời nói ngay thẳng để trừ tội lỗi, đầy đủ các việc làm phước thiện, lấy trì ngay thẳng để đoạn các sự đắm trước, dùng nghiệp ngay thẳng tiến đến Phật đạo, thực hành phương tiện ngay thẳng đối với các pháp ý không vướng mắc, nhờ ý ngay thẳng để đạt nhất thiết trí, thực hành định ngay thẳng nơi tánh không, không còn lo sợ, thực hành vô tưởng đối với ngã không mong cầu, không phát khởi hành vi chí thành ủng hộ đối với nghĩa của kinh điển, không xa lìa nghĩa của pháp, cũng không có người ủng hộ. Này trưởng giả, đó là nghĩa của Sa môn Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia đó không nên làm theo một số việc. Đã nghĩ thế này: ta phải vì tất cả mọi người thực hành cội gốc công đức, không chỉ riêng vì một người nào thực hành cái việc lành. Phật dạy trưởng giả, Bồ Tát xuất gia nên thực hành bốn việc mà Như Lai đã biết. Những gì là bốn? Một là thực hành pháp hội. Hai là thực hành vì người khác nói pháp. Ba là thực hành phụng sự cúng dường Như Lai. Bốn là thực hành không dứt ý nghĩ đến Phật thừa. Đó là bốn việc cần thực hành. Thường giải thoát các tập khí, hoặc tại nơi thanh vắng thì nên nghĩ thế này: ta vì sao lại đến nơi thanh vắng này? Là nên nghĩ rằng ta vì sự lo sợ nên đến nơi đây. Lo sợ những gì? Sợ những tập khí dâm dục, sân nhuế, ngu si tập hội, sợ sự cống cao, kiêu mạn tổn hại đến với người, sợ tham lam, tật đố, sợ khởi niệm đối với sắc, thanh, hương vị, xúc, sợ đối với thân ma, dục ma, tội ma, thiên ma, sợ ở nơi vô thường mà nghĩ là thường, sợ ở nơi khổ mà nghĩ là vui, sợ ở nơi không thật mà nghĩ là thật, sợ ở vô ngã mà nghĩ là ngã, sợ có cái ngã của ta, sợ những điều nghi ngờ, suy nghĩ bất chánh, do dự dâm dục, sợ ác tri thức, sợ ái dục không trong sáng, sợ tâm ý thức không được điều phục, sợ các triền cái ngăn che các điều mong cầu, sợ tự thấy thân, sợ các sắc dục tài lợi, sợ cầu chỗ thấy, sợ suy nghĩ về vô niệm tha niệm, sợ không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, điều nói ra không có ý, không có thức, sợ những câu uế của sa môn, sợ các loại hành vi, sợ các cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, sợ các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sợ sanh vào bát nạn, sợ sanh vào ngũ đạo, sợ những tạp niệm, các pháp bất thiện. Ta đến đây không thể ở nhà, không ở những nơi náo nhiệt ồn ào, nhất tâm giữ niệm rỗng lặng để giải thoát những lo sợ, sợ những lo sợ trong quá khứ. Bồ Tát đều do sự lo sợ đó mà giải thoát. Nhờ trợ lực của cuộc sống nơi thanh vắng mà giải thoát mọi sự sợ hãi, được đạo, được Phật đạo vô ý. Chứ Bồ Tát mười phương ở hiện tại và tương lai đều đem sự sợ hãi để giải thoát sự sợ hãi, nhờ trợ lực cuộc sống nơi thanh vắng mà được đắc đạo, đắc Phật đạo không lo sợ.
Ta nhờ sự sợ hãi để vượt qua tất cả lo sợ đến sống ở nơi thanh vắng. Tất cả những điều lo sợ đều đến vào thân ta, so với cái ta, chấp trước cái ta, nhiễm ô đối với sự yêu thích cái thân. Chấp ngã khởi lên từ ngã, có ngã tưởng, có ngã kiến, tức là có thân mà khởi suy nghĩ về ngã. Vì muốn hộ thân ta nên phải đến sống nơi thanh vắng. Vì muốn đoạn những nhu cầu của ta, hộ trì ta không có điều kiện, nên ta phải sống ở nơi thanh vắng. Được cái nghĩa vô ý, người sống nơi thanh vắng không còn ngã tưởng. Người sống nơi thanh vắng thì không còn tưởng tha nhân. Người sống nơi thanh vắng không còn suy nghĩ chứng đắc. Người sống nơi thanh vắng không còn thấy thân mình. Người sống nơi thanh vắng không còn trú vào những suy nghĩ mong cầu. Người sống nơi thanh vắng không còn nghĩ đến niết bàn, huống gì còn nghĩ đến sự dâm dục thế gian. Sở dĩ gọi là nhàn cư là đối với tất cả pháp không chỗ trú, thương xót hộ trì chúng sanh trong tam giới. Tất cả ý nghĩ sợ hãi, không có tư tưởng sống theo tập cư, không còn tư tưởng ở với sắc thanh hương vị xúc, tất cả tam muội không còn tranh loạn, điều phục ý mình an trú vào định tuệ diệt, vứt bỏ các gánh nặng, sống trong sự không sợ hãi, vượt khỏi các cõi độ tận các kết xử. Đối với cuộc sống của sự có và sự không, đối với cuộc sống vô niệm của bậc hiền thánh thực hành thì sống phải nhất tâm tri túc, như sống trên đệm cỏ, thâm nhập trí tuệ, tinh tấn nhất tâm, sống cùng với luật, sống vì sự giải thoát nên đoạn trừ các trói buộc lao ngục. So với không, vô tưởng, vô nguyện, đất tam giải thoát môn, nhu hòa không còn chỗ đến đi. Ý phải quán sát 12 nhân duyên, làm việc làm đều xong, nhập định tịch diệt. Tính như trượng nhẹ ở trong đầm núi, cỏ, cây cỏ, trâu bò, voi ngựa, không sợ, không hãi. Như vậy này trưởng giả, Bồ Tát xuất gia sống ở nơi thanh vắng phải quan sát thân mình như cây cỏ không có tư tưởng vụn vặt. Quan sát thân như vậy, thường hành tinh tấn, không nên khởi ngã tưởng, liền không còn sợ hãi. Quán thân mình vốn không, thân này vô ngã, vô nhân, vô thọ, vô mạng. Từ nơi tâm mà có sự sợ hãi với mọi người, giả dục nên có sự sợ hãi. Ta muốn xa lìa niệm thì phải nghĩ thiện. Thí như trong đêm, trong đầm núi, cây cỏ, trâu bò, không sợ, không hãi. Thế tất cả pháp đều vì người khác, sống ở nơi thanh vắng nên phải làm như vậy. Vì sao như vậy? Vì người ở nơi thanh vắng đoạn được mọi tư tưởng, xa lìa mọi thứ ô nhiễm của dâm dục. Người sống ở nơi thanh vắng là như người vô ngã, vô sở thọ. Bồ Tát xuất gia sống ở nơi thanh vắng phải học những điều như sau. Người sống ở nơi thanh vắng phải uyển chuyển, giữ gìn giới phẩm. Người sống nơi thanh vắng phải an trú trong thiền định. Người sống nơi thanh vắng nhớ nghĩ đến trí huệ. Người ở nơi thanh vắng thường nghĩ đến sự giải thoát. Người sống nơi thanh vắng trú vào độ tri kiến. Người sống ở nơi thanh vắng luôn ái hộ Phật Pháp. Người sống ở nơi thanh vắng đoạn được 12 kiết sử. Người sống nơi thanh vắng luôn nhớ nghĩ đến chuyện chân chánh. Người sống ở nơi thanh vắng đối với các pháp là bình đẳng. Người sống ở nơi thanh vắng không cần có cương giới. Người sống nơi thanh vắng thoát khỏi lục nhập. Người sống nơi thanh vắng tâm không lo sợ Phật đạo. Người sống nơi thanh vắng ở nơi tánh không, không có chỗ chấp thủ. Người sống nơi thanh vắng đối với các pháp không có chỗ hoài nghi. Người sống nơi thanh vắng vốn không có tiếng khen và công đức lành. Người sống nơi thanh vắng được Đức Phật khen ngợi và chư hiền thánh cũng thực tập sống nơi thanh vắng. Người sống nơi thanh vắng thoát khỏi mọi ái dục vì có sự khác biệt nhập vào nhất thiết trí.
Là nữa trưởng giả, Bồ Tát sống ở nơi thanh vắng thì nhờ sự cố nho nhỏ làm đầy lục đủ lục độ không cùng cực. Vì sao như vậy? Vì sống nơi thanh vắng làm việc không tiếc thân mạng. Đó là bố thí độ vô cực, biết đủ đối với định tịch diệt, an trú vào tam chuyển. Đó là trì giới độ vô cực, lòng từ vô hại, biết khắp tất cả nhẫn nhục đối với nhất thiết trí, không đoại ác đạo. Đó là nhẫn nhục vô cực, nghĩ rằng không bao giờ sẽ lìa nơi thanh vắng này. Được nhẫn nhục rồi mới lìa bỏ, đó là tinh tấn độ vô cực, chứ đắc quả vị thiền mà không chấp quan chấp ngã. Tâm nghĩ thế nào thì thân làm thế đó. Đối với đạo cũng vậy, không có chỗ khởi niệm. Đó là trí huệ độ vô cực. Này trưởng giả, Bồ Tát sống nơi thanh vắng có bốn pháp sự. Những gì là bốn? Một là Bồ Tát ở nơi đó mà đắc đa trí. Hai là khéo có khả năng phân biệt quyết đoán giới luật. Ba là hiểu rõ cội gốc của các công đức. Bốn là nhờ đó mà trí tuệ uyên bác, nhất tâm tinh tấn an trú nơi thanh vắng. Đó là bốn việc. Là nữa này trưởng giả, Bồ Tát nếu nhiều dâm dục trần cấu, không quen với trần cấu, cho nên sống ở nơi thanh vắng để không vướng mắc trần cấu, không thọ các dục lạc, những phép được nghe thì có thể phụng hành. Là nữa trưởng giả, Bồ Tát đắc năm thứ thần thông, vì chư thiên rồng quỷ thần kỳ đập hòa mà thuyết pháp, sống nơi thanh vắng thì nên như vậy. Là nữa trưởng giả, Bồ Tát nên học trí tuệ Phật pháp, sau đó mới sống nơi thanh vắng. Vì như thế nên được đầy đủ tất cả các việc lành căn bản, về sau có được công đức căn bản. Vào các quốc gia, quận huyện, làng xóm thì đem nhân nghĩa hóa độ nhân dân. Bồ Tát muốn đọc tụng kinh điển cho nên đến đây thì nên kiết biết cung kính tôn thờ bậc hòa thượng già trẻ trung niên, cúi đầu đảnh lễ, không được lười biếng. Đối với việc này nên tinh tấn, không nên thiếu cung kính tôn thờ. Nên nghĩ như thế này: Đức Như Lai vô sở trước đại chánh giác, được chư thiên rồng quỷ thần kỳ đạt hòa phụng sự, được Atula Kalula Chân Đà La Ma Hầu Lạc phụng sự, được các vị Đế Thích Phạm Chí Thứ Thiên Vương nhân phi nhân cung kính ở thế gian làm bậc tối tôn, khiến cho tất cả được an ổn. Đức Phật không tự mình cầu cúng dường mà mọi người đã tự đến cúng dường. Huống gì chúng ta chưa có hiểu biết, chỉ là người mới học. Ngược lại muốn cầu sự cúng dường từ người khác, ta nên phụng sự mọi người. Vì sao như vậy? Tỳ kheo mà tham cầu sự cúng dường thì công đức bị tổn giảm. Vì sao như vậy? Vì có người đem pháp bố thí, tâm nên nghĩ rằng đem sự cúng dường đó mà phụng sự ta, đừng đem pháp mà cúng dường. Do có niềm tin như thế, vì đó nghĩ nên đem vật đến cúng dường, phước đó không lớn. Đến chỗ của bậc hòa thượng, thân tâm phải nhất như, thân tâm phải cùng trú vào sự hiểu biết. Như biết thầy ta đi đến nơi khác, lòng không yên với những lầm lỗi. Đối với bậc trí tụng đọc kinh điển, thì nên vì thầy mà không tiếc thân mạng, nên vui với pháp, nên đi theo thầy, nhờ với pháp có lợi, nên xả tất cả tài lợi. Đối với thầy, vui vẻ nghe bốn câu kệ, hoặc đọc tụng, hoặc làm việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn nhất tâm, hoặc trí tuệ, hoặc từ bi, hoặc vui vẻ hộ trì, nhất tâm phát khởi việc học Phật đạo. Nghe bốn câu kệ nếu phúng tụng thì nên cúng dường thầy, theo chỗ đó mà tọa nhận văn tự chữ nghĩa. Ở chỗ đọc tụng thì nên đem tâm ngay thẳng không có xiểm định, vì tất cả vạn vật mà cúng dường còn chưa báo được ân thầy, huống gì đem pháp cúng dường. Này trưởng giả, hoặc ý nghe truyền thuyết, hoặc âm thanh hay, hoặc Phật pháp âm, tịch diệt âm, giáo pháp âm, nghe âm thanh của Như Lai thuyết, nên cúng dường thầy trọn kiếp,
còn chưa báo đáp đầy đủ ân thầy. Phật dạy trưởng giả, đem phước thuyết pháp đó mà tính thì không hạn lượng, trí tuệ cũng không tính kể được, an trú vào các pháp tôn kính cũng vô số. Có Bồ Tát muốn cúng dường vô lượng pháp nên cúng dường Bồ Tát xuất gia những gì là sở học của người xuất gia, như những pháp đã được nghe mà thực hành, nên xét như thật về thanh tịnh giới phẩm của mình. Phật dạy trưởng giả, Bồ Tát xuất gia có bốn pháp để giới phẩm thanh tịnh. Những gì là bốn? Một là an trú vào lời dạy của các bậc hiền thánh. Hai là khất thực, nên an trú vào biết đủ. Ba là Bồ Tát xuất gia không thích ở nhà. Bốn là thực tập giới không cũng không xiểm trá tại nơi thanh vắng. Đó là bốn. Lại có bốn pháp khác. Những gì là bốn? Một là thân làm những việc chí thành, thân cũng không có chỗ sở đắc. Hai là miệng nói những lời chí thành, miệng cũng không có chỗ sở đắc. Ba là ý nghĩ những điều nhu nhuyến, ý cũng không có chỗ sở đắc. An trú trong nhất thiết trí, đó là bốn pháp. Là có bốn pháp khác. Những gì là bốn? Một là sở bỏ việc của ta. Hai là xa lì việc của ta. Ba là đoạn tự tại. Bốn là xả bỏ các pháp nhân duyên. Đó là bốn pháp. Là có bốn pháp khác. Những gì là bốn? Một là thân ta cùng với các pháp đồng nhất. Hai là các chủng loại khác nhau cùng với pháp bình đẳng. Ba là các nhập cùng bình đẳng hợp với tánh không. Bốn là đắc trí huệ việc làm không có chỗ trú. Đó là bốn việc. Là có bốn việc khác. Những gì là bốn? Một là những gì thân biết, là những gì thân làm. Hai là không vì người mà động. Ba là không dựa vào tội lỗi của người, diệt hết các niệm. Bốn là phụng trì tất cả pháp, xét rõ sự thật không có chỗ sai biệt. Đó là bốn pháp. Là có bốn pháp khác. Những gì là bốn? Một là giải thoát đối với không tánh. Hai là không khởi tưởng, không lo sợ. Ba là vì tất cả khởi lòng đại bi. Bốn là chứng được nhẫn vô ngã. Đó là bốn pháp. Người kia hoặc nghe tam muội thanh tịnh đã nghĩ như thế này: những gì là thanh tịnh tam muội? Phụng trì tất cả pháp, ý xa lìa dục mạng ngã sở, tâm chỉ là một, tâm không lưu chuyển, tâm không phải nhẹ nhàng, giỡn cười là ý trói buộc, tâm không chỗ ở sở trước, tâm không có thể thấy, tâm hiện ở bên trong, cảnh giới của ý không có chỗ tụ tập. Ý đối với ngã, pháp khởi lên những niệm gì? Bình đẳng đối với pháp giới, không có sanh ra, không có lưu chuyển, trong ngoài không vướng mắc tiền định. Đó gọi là tam muội. Đó gọi là an trú vào pháp tam muội. Người kia hoặc nghe và xét kỹ trí huệ thanh tịnh, liền nghĩ thế này: những gì là trí tuệ? Nghĩa là hiểu biết đối với câu pháp, phân biệt rõ trí huệ là tuệ, nhập vào những hiểu biết trong sáng là tuệ. Biết những suy nghĩ trong tâm người khác, hiểu rõ pháp là tuệ. Đối với pháp thiền định, người kia đối với trí vô trí, đối với không thân là không, không có giữ cũng không có xả, tướng không nơi chốn, không có ở giữa chỗ niệm là không. Phật dạy trưởng giả, quán các pháp phải như vậy. Đó là hạnh của Bồ Tát xuất gia. Lúc Phật thuyết kinh này, có 8.000 người phát tâm đại thừa. Các vị trưởng giả này, theo pháp xuất gia, đều đắc vô sanh pháp nhẫn. 32.000 trời và người xa lìa câu uế, ở trong các pháp chứng được pháp nhẫn thanh tịnh. 200 tỳ kheo chứng quả vô lậu. Trưởng giả Úc Ca vui mừng hớn hở, đem y phục đặc biệt giá trị 100.000 lần dâng lên Đức Như Lai và thưa rằng: con đã đem công đức thiện này bố thí cho tất cả Bồ Tát, khiến công đức này lưu khắp các Bồ Tát đại gia đều được đầy đủ các pháp này giống như Như Lai. Khiến Bồ Tát xuất gia chứng đắc trí tuệ giới đầy đủ pháp này,
nguyện khiến cho Bồ Tát xuất gia đắc trí tuệ giới như Đức Như Lai. Cuối sinh Thế Tôn dạy cho con rõ thế nào là Bồ Tát tại gia, trú tại chỗ nào để học đầy đủ giới pháp của người xuất gia. Phật dạy trưởng giả, Bồ Tát tại gia bố thí tất cả không có gì luyến tiếc, tâm thường hướng đến đại thừa, không mong cầu sự báo đáp. Lại nữa, này trưởng giả, Bồ Tát tại gia phải tịnh tu phẩm hạnh, tâm không nghĩ đến việc dâm dục, không gì làm sự dâm dục. Lại nữa này trưởng giả, Bồ Tát tại gia hiểu rõ tánh không chứng được tứ thiền, dùng phương tiện khéo léo cầu không có chỗ chấp, khiến ý chí tịch diệt. Lại nữa này trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên phát đại tinh tấn, hiểu rõ trí tuệ vô cực đối với những bậc đại từ đã thọ tất cả pháp, phải nên ủng hộ đem pháp giáo hóa người. Đó là bốn việc của Bồ Tát tại gia sống tại nhà mà lập giới pháp của người xuất gia. Lúc bấy giờ trưởng giả Úc Kê bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con sống một mình tại nhà, con sẽ ăn trú vào lời dạy của Như Lai, con sẽ vì Như Lai truyền bá đạo Phật đạo, con sẽ học pháp xuất gia này, lại sẽ phụng hành giới cấm này. Lúc ấy Đức Phật mỉm cười, pháp của các bậc Như Lai lúc mỉm cười có đủ các loại màu sắc không thể luận bàn được, từ trong miệng phóng ra chiếu khắp vô số cõi nước, lên đến trời Phạm Thiên, rồi trở về thân Phật vào nơi đỉnh đầu thì thoạt nhiên không hiện nữa. Hiện giới A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: Đức Phật không ngừng cười, con nguyện được biết điều ấy. Phật dạy A Nan: Ông có thấy trưởng giả Úc Kê vì pháp cho người, vì pháp cho nên cúng dường Như Lai lại muốn trống lên tiếng trống sư tử không? A Nan: Dạ bạch Thế Tôn, nay con đã thấy. Phật dạy A Nan: Trưởng giả Úc Kê này sống đời tại gia, ở nơi vô lượng kiếp có Như Lai, đều sẽ cúng dường và thọ trì giáo pháp, sống cuộc đời cư sĩ nhưng đầy đủ giới pháp xuất gia. Nay vì cho Như Lai rộng truyền Phật đạo. Lúc đó ngài A Nan hỏi trưởng giả Úc Kê: Thế nào là sống tại gia mà được vui, sống tại gia mà bị cấu nhiễm, sống tại gia không bằng xuất gia thọ nhận giới pháp của Thánh Hiền? Trưởng giả Úc Kê đáp rằng: Ngài A Nan nên dừng ngay, cho đến họ nói như vậy, các bậc hiền thánh cũng không còn cấu nhiễm, có lòng đại bi giải thoát, không nghĩ đến việc an ổn bản thân. Các vị Bồ Tát nhẫn nhục mọi sự khổ, không xa lìa mọi người. Phật dạy A Nan, trưởng giả Úc Kê, tuy sống đời cư sĩ nhưng thường có tâm bình đẳng, ở nơi vô lượng kiếp đã độ rất nhiều người, hơn các vị Bồ Tát xuất gia dạy dỗ trăm ngàn người. Này A Nan, tuy có Bồ Tát xuất gia dạy dỗ trăm ngàn người, nhưng cái trí của công đức đó không bằng trưởng giả Úc Kê. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Kinh này tên gọi là gì? Làm thế nào để phụng trì? Phật dạy A Nan: Kinh này gọi là trưởng giả Úc Kê sở vấn. Ông nên thọ trì. Tên thứ hai là cư gia xuất gia phẩm. Tên thứ ba là trì nhất tâm yên tọa kỳ đức danh văn. Phật dạy A Nan: Nếu có Bồ Tát nghe được kinh này sẽ đầy đủ các pháp, thì hơn cả trăm ngàn kiếp tu phạm hạnh, dứt bỏ các hạnh chạy đãi. Cho nên A Nan muốn khởi đại tinh tấn và dạy người khác tinh tấn, tự mình muốn an trú vào tất cả công đức và muốn lập tất cả nguyện đối với công đức, thì nên nghe kinh này, nên thọ trì đọc tụng. Vì sao như vậy? Vì muốn đầy đủ tất cả pháp nên xem kinh này bình đẳng với Như Lai. Này A Nan, có Bồ Tát nào xa lìa kinh này thì xa lìa tất cả chư Phật vậy, không bao giờ thấy được tất cả chư Phật. Vì sao như vậy? Vì có người thuyết kinh này thì gặp tất cả chư Phật. Này A Nan, như khiến cho lửa đầy trong tâm thiên đại thiên thế giới, Bồ Tát liền nên đi vào trong đó để cầu nghe pháp ấy rồi thọ trì đọc tụng. Nên đem các vật báu đầy cả tam thiên đại thiên thế giới cúng dường thầy,
thọ trì đọc tụng kinh này. Này A Nan, mà có Bồ Tát cúng dường chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, hiện tại, vị lai, đem hết thân mạng cúng dường Đức Phật đó rồi, nhưng không thọ trì kinh này, và cũng không đọc tụng đọc, cũng không ở trong đó làm các công đức, là không cúng dường chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Này A Nan, nếu là có người nghe kinh này, thọ trì đọc tụng, vì người khác giảng nói, ở trong đó trồng các công đức, là đã cúng dường chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì sao như vậy? Vì các đức Như Lai vô sở trước đã chánh giác, lấy pháp làm tối thượng, vì từ pháp mà sanh. Phật dạy như thế. Hiện giả A Nan và trường giả Úc Ca, chư thiên A Tu Lân, nhân dân thế gian nghe kinh hoan hỷ, đều đến trước Phật đảnh lễ mà lui. Kinh Úc Ca La Việt vấn Bồ Tát hạnh.